Ngày 9 tháng 6, Nghị viện Anh đã bỏ phiếu đồng ý gia hạn thêm 48 giờ việc đăng ký tham gia cuộc trưng cầu ý dân tại nước này về vấn đề ra đi hay ở lại trong Liên minh châu Âu-EU, bất chấp các nhà vận động ủng hộ Anh rời khỏi EU cho rằng việc làm này có lợi cho phe có quan điểm đối lập. Theo quyết định mới, thời hạn chót cử tri Anh đăng ký đi bỏ phiếu sẽ lùi lại tới hết ngày 9 tháng 6 theo giờ Anh, sau khi trang web đăng ký chính của cử tri bị sập trước thời hạn chót vào ngày 7 tháng 6 vừa qua do số lượng cử tri đăng ký tăng đột biến vào phút chót. Theo dự kiến, ngày 23 tháng 6 tới, cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân có ý nghĩa quyết định tương lai của Anh trong EU. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Anh cho thấy kết quả xít sao khi phe ủng hộ nước Anh ở lại EU chỉ chiếm ưu thế mong manh với 51%, trong khi phe phản đối đang ở mức 49%. Đây là một thách thức lớn cho Thủ tướng David Cameron khi ngày trưng cầu ý dân đang tới gần.